Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay là mình được sẽ giới thiệu tất cả các anh chị, đó là đặc sản, đó là khô cá chẽm thẻo. Khô này là do nhà mình làm và đặc biệt là trong này có gia vị đường bột ngọt tiêu tỏi được xay trong máy sinh tố xay nhuyễn với gia vị thấm đều trên từng thớt thịt. Và đặc biệt sản phẩm của Lam Miền Đức không có chất bảo quản, không có chất độc hại. Khi anh chị chiên, khi anh chị cắt miếng xong, các anh chị bắt chảo dầu mà lửa nhẹ thôi. Và khi lửa nhẹ vậy, các anh chị có thể là chiên trong vòng 15 phút và lửa ghiêu ghiêu, nhớ là lửa ghiêu ghiêu nha, đừng để lửa nóng quá nó bị khét nha. Cho nên mình phải chỉ các anh chị phải chiên cẩn thận hơn. Mà khi các anh chị mua một ký này với giá là 500.000, các anh chị có ăn cả tháng trời đó. Mỗi lần ăn chiên cỡ gần 100g, các anh chị cứ chiên thoải mái luôn. Và đặc biệt sản phẩm này là do Đức làm, tự gia đình làm mà thẻo từng miếng thịt con cá không có xương, cho nên các anh chị mà có em nhỏ ăn cũng không bị sao. Và sản phẩm này là do gia đình Đức tự thiết kế, tự làm, không có mua bất cứ sang tay của ai, cá tươi, cá biển 100%, không xài cá nuôi. Và không có chất bảo quản, không có chất này, chất kia phụ gia, bán lấy tâm làm gấp mấy Đức làm trọng. Và chị Ba làng cá ngày xưa giờ kinh doanh 6 năm nay, rồi cái chị cứ an tâm mà cái gì chiên lửa vàng lên, bắt đầu cái vị nó thấm đều lên, cái chị thấy màu rất là đẹp, cực kỳ đẹp nha. Chúc cái thành phẩm các anh chị 200g này các chị ăn được hai vợ chồng đó. Và chuẩn bị thành phẩm mà các anh chị đây, đặc sản của mình mới chiên xong, một chút tất cả các anh chị ngon miệng, thơm phức, thơm phức.